và biết làm thiện, mảnh đất trước sau gì cũng sẽ trở thành mảnh đất phước. Ứng với câu người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Khải Toàn rất cảm ơn anh chị đã mở lòng mời cúng động thổ. Anh chị làm về nghề xây dựng, tâm tánh thiện lành, biết kính trọng cả phần âm và phần dương, trước sau gì đây sẽ là mảnh đất lành. Đời người chúng ta có mấy ai được một lần cúng động thổ tự xây cất ngôi nhà của mình? Có được phước duyên ấy, tức là trong mệnh có sẵn hạt giống, đời này sống thiện lành, vừa bồi dưỡng vừa bồi phước chính mình. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Nếu tâm của bạn thiện, bạn có lòng bố thí, tự khắc sau 1-2 năm dọn về ở, nơi này sẽ trở thành mảnh đất tốt, làm ăn phát tài, gia đạo thuận hòa. Thầy phong thủy có đến cũng giúp bạn thêm vài phần nhỏ. Quan trọng vẫn là nghiệp lực của bạn tạo ở kiếp trước và quá khứ. Bạn sống bất thiện, thầy phong thủy giỏi cỡ nào, bạn cúng kiến bao nhiêu sính lễ cũng chỉ là vô nghĩa. Cúng kiến dân sính lễ là cung dưỡng, giảm sát sanh, cung long thanh là quan trọng nhất. Vừa tròn lễ dân gian, phải lễ với những vị ở mảnh đất, mở lòng trước với hàng xóm. Được như thế thì cân bằng, dung hòa cả âm và dương, quả là bậc thiện tri thức. Để cúng ít được nhiều, các vị nên biết, có người ăn bằng đoàn thực, thế giới tâm linh ăn bằng xúc thực. Sính lễ không nhất thiết phải nhiều mâm nhiều quả, chủ yếu do tâm thành. Số lượng không quan trọng bằng sự trang trọng, thậm chí có thể cúng trái cây và đồ ăn chay. Nói về mượn tuổi khi cúng, khi gia chủ nghĩ mình năm nay phạm, năm nay thái tuế tam tài hoàng lầu kim ốc, không riêng về cúng động thổ hay khai trương mở hàng, mượn tuổi không có nhiều giá trị. Vì sao? Nhà của bạn, công sức của bạn, tiền bạc của bạn, sự thành tâm của bạn là nhất nhất. Nhờ được người cúng giúp, không thể nào có được sự thành tâm này. Tuổi hợp, tuổi kỵ là một quan niệm xưa cũ. Thậm chí khi cúng nhập trạch, khai trương, động thổ, các bạn hãy bỏ qua người hợp tuổi. Nhờ được người cúng giúp là người có tâm thiện, vui vẻ, nhanh nhẹn, tốt bụng. Nhờ được người như vậy là sự khởi đầu tốt lành cho chính nơi này, thậm chí bạn hưởng lay sự may mắn của họ. Trên tất cả vẫn là tâm lành của chính gia chủ. Tâm lành và biết làm thiện, mảnh đất trước sau gì cũng sẽ trở thành mảnh đất phước. Ứng với câu người phước ở đất phước người phước ở. Sính lễ cúng động thổ, tam sơn heo quay, gà vịt hoặc cá. Tuy nhiên, Khải Toàn khuyên chư vị nên cúng chay giảm sát sanh. Về phần trái cây nên có 4 loại quả, thêm vào là rượu, kẹo, muối, gạo, nhang đèn, bộ giấy tiền bằng mã, bộ áo giấy. Phần này các bạn nên hỏi thầy phong thủy với quẻ nhà huyền không phi tinh của mình. Để gia chủ sắm bộ 2 áo giấy phụ nữ với nhà có quẻ nhị hắc và bộ 3 áo giấy nam giới với quẻ nhà có tam bích ở tọa. Về bài cúng động thổ, sau khi bài trí tất cả sính lễ ra bàn, sau đây là bài khấn Khải Toàn khuyến nghị. Con họ tên, năm sinh, hôm nay ngày tháng năm, tại nơi mảnh đất mình động thổ, chúng con khởi tạo xây cất nhà. Xin kính lễ thiên bộ thần, địa chủ thần, những vị cai quản mảnh đất này, những vị quốc mặt quốc mài, xin kính mong chư vị nhận ít sính lễ, phù hộ mọi việc suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, gia đạo bình an, kèm theo những mong muốn của quý vị. Nay con xin động thổ mảnh đất này, nếu có vô tình tổn hại những sinh linh tại đây, xin rộng lòng thứ lỗi. Con cung kính chư vị quốc mặt quốc mài nhận ít sính lễ và sớm siêu thoát về cõi lành. Đồng thời mong những sinh linh mảnh đất này nếu có sát hại trong quá trình khởi tạo, xin lượng thứ. Con phát nguyện nghĩ lành, làm lành, nói lành,
xin ơn trên gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi khấn xong, các vị lại bốn góc theo thứ tự, một là Tây Bắc, hai là Đông Nam, ba là Đông Bắc, bốn là Tây Nam. Lại Tây Bắc đại diện cho bộ Phật, cũng đại diện cho quẻ càng người cha, người đứng đầu công ty. Lại Đông Nam địa bộ, đại diện địa bộ, đại diện tất cả Bồ Tát. Thứ ba, lại Sinh Môn, tức góc Đông Bắc, là cửa bên trong Kỳ Môn Động Giác, cửa này đại diện cho các thiên thần. Vì vậy, trước lại Phật, sau lại Bồ Tát, cuối là lại các thiên bộ, thiên thần. Thứ tư, lại Tử Môn, góc Tây Nam, đại diện cho người phụ nữ thuộc âm. Sau khi lại xong bốn góc, các bạn cắm hương. Chờ tàn hơn một phần hai cây hương, ta mới có thể đốt giấy tiền vàng mã. Trong lúc đốt giấy tiền vàng mã, hãy khấn nguyện những điều lành, kèm theo cuốc vài cú đất ở mảnh đất. Khải toàn thành tâm kính chúc các vị làm lành, nghĩ lành, gặp vạn duyên lành. Nam mô A Di Đà Phật.